Vâng, chào các bác. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video để hướng dẫn các bác cái cách chỉnh con vang Sotope STM9 chỉnh bằng máy tính các bác nhé. Đấy, thì đây là chiếc Sotope STM9 đã cắm vào đây rồi. Thì trước tiên các bác chỉnh được con này thì ở trong hộp nó sẽ có một cái cáp USB, cái cổng USB như này. Đấy, các bác sẽ cắm vào cổng USB trước. Ở trong con vang thì nó đã có sẵn đĩa phần mềm các bác nhé. Có sẵn những phần mềm, các bác có phần mềm đưa vào máy tính. Đấy, các bác có đưa vào trong máy tính và các bác cắm cái cổng này vào cổng USB của máy tính. Đấy, khi cắm vào cổng USB của máy tính thì nó đã nhận, thì các bác sẽ tiến hành cài đặt. Ở đây thì em đã copy và cài đặt sẵn ra phần mềm rồi. Đây chính là cái phần mềm này các bác nhé, K9008 đây. Đấy, các bác khởi động nó lên, ấn vào link và ấn vào USB connect, ấn vào OK. Ở đây nó bắt mật khẩu nhưng đây mình không cài mật khẩu và có mang sẵn, nó đã không có mật khẩu. Ấn vào OK là nó sẽ nhận, thì ở trên này nó sẽ hiện lên chữ USB. Đấy, ở trên mặt nó vàng các bác nhìn thấy chưa. Đấy, nó hiện trên USB. Đây, em kết nối lại. Rồi, OK, nhận cổng USB. Thì ở đây thì các bác sẽ chỉnh được luôn. Đây là phần home, là phần tổng. Phần tổng thì nó sẽ gồm phần mic này, music này, mic này, effect này. Đấy, nó đưa vào. Đây là cái sơ đồ. Các bác có thể kích vào đâu cũng được. Đây là cái sơ đồ đưa ra, nó sẽ có red, right, center, sub, SRSN. Đây có thể mua tia từng kênh được luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Có thể mua tia được luôn từng kênh. Mình mute được luôn, sub này. Ở đây nó có thể mình điều chỉnh nó mute luôn được nó này. Ở bên này là cái phần giới hạn limited chính là mình sẽ cài đặt được, nó sẽ ra phần bên này, bên giờ, bên n, center, sub, srn. Đấy, phần home này, phần music này, phần mic này, phần effect này, phần bên này. Bên giờ, bên n, center, sub, sr và sl. Đấy, đầy đủ hết. Đầu tiên thì vẫn chỉnh là phần music, phần nhạc. Cái này thì nói chung là em cũng không phải lo quá nhiều nữa, vì cái equalizer này tùy từng người và tùy từng sở thích của mỗi người nghe. Ví dụ các bác thích nghe chép thì sẽ tăng cái equalizer của chép nó lên. Đấy, bom giải, rộng giải, hoặc nhỏ giải. Đấy, ở đây. Đấy, tăng chép hoặc giảm chép tùy từng nhu cầu của mỗi người và tùy từng loa. Giải bass cũng vậy, các bác tăng giải bass ở đây. Giải khoảng đây là từ 20, 50, 100, 200, 500, 1K, 2K, 5K, 10K. Đấy, các bác có thể di chuyển được. Cái này thì các bác phải tìm hiểu một chút về cái giải này. Em nói rất là nhiều trong các video rồi thì không phải nói lại nữa. Các giải từ bao nhiêu hertz đến bao nhiêu hertz là giải bass đấy. Thì các bác sẽ tăng ở khoảng nào. Cái này em chắc không phải nói lại nữa. Đấy, em sẽ hướng dẫn sơ qua để các bác có thể tăng giảm. Hoặc là các bác nếu không biết, các bác mò. Đây. Cứ tăng lên xong kéo. Đấy, tăng lên xong kéo thì xem cái giải nào giải chép, giải nào giải chung, giải nào giải bass cũng được. Tiếp theo đó chính là bên phần mic. Phần mic thì nó sẽ gồm 13 equalizer của mic, cũng giống phần music thôi. Phần mic này thì nó sẽ phần mic thì thường thì bình thường tùy từng loa các bác sẽ cắt giải. Thì ở đây nó có chữ H này. Các bác kéo cắt giải đi. Bình thường tùy từng loa thì em cắt khoảng tầm 60-70 Hz gì đấy, và mình sẽ giảm bass đi, tùy từng loa mình phù hợp, mình giảm nó sao cho nó phù hợp và hay nhất. Còn đối với đây là giải cao nhất thì các bác tùy từng loa, các bác có thể cắt đây, cắt là sẽ tiếng nó sẽ mất này. Đấy, còn mở ra tiếng nó sẽ sáng hơn này. Đấy, tùy từng loa cắt làm sao cho nó hợp lý và tăng giảm bass tiếp làm sao cho nó phù hợp với cái loa của mình. Đây, tiếng sáng này, tiếng tối này, tiếng sáng này. Đấy, các bác có nghe được nghe cũng tương đối rõ. Bên dưới này thì bên dưới này nó sẽ có cái phần bên dưới này, thì các bác nhìn bên dưới thì nó sẽ có mic to nhỏ này, effect to nhỏ và nhạc to nhỏ này. Đây, 1, 2 to này, to lên, 1, 2 nhỏ đi này, 1, 2 to quá sẽ bị zip. Đấy, đúng rồi. Còn tiếp theo đó là phần effect ở đây thì nó sẽ có một bên này là phần reverb thì gồm có never reverb. Đây, em sẽ giảm hết echo đi này. Never reverb này, có Deco của đây nào gọi là cái tiếng mic thô so với cả cái tiếng reverb. Đấy, theo cái định nghĩa gọi là đơn giản là như vậy.
Pre-delay, đây là cái độ trễ. Đây là cái thời gian thì vật đây, và nhiều vẫn ít ở đây. Đây 6 1 2 2 2 2. Cái này thì cũng tùy từng người cảm nhận. Thường thường thì nếu mà để vật hát chung với cả intro thì em sẽ để vật khoảng tầm 2.4 đến 2.8. Đấy, nó khá là sâu, càng cao thì càng sâu nhá. Đấy, cái này khoảng 20% thôi. 1 2, nên thường thường em sẽ để như thế này. Nói chung là còn tùy từng phòng, tùy từng loa thì làm sao chỉnh cho nó hợp lý nhất. Đấy, thì cái này gọi là các bác có thể về các bác vọng, các bác nghe cảm thấy vọng nó ưng với tai của mình thì các bác sẽ chỉnh. Còn cái này thì em cũng chỉ là hướng dẫn để các bác có thể là các bác biết cái phần nào chuyển sang phần nào thế thôi, đúng không? Còn về cái phần equa bên dưới thì về phần echo và reverb thì em khuyên các bác nên cắt một chút đi. Phần echo thì cắt khoảng tầm phần equa cắt khoảng tầm khoảng 10k, từ 100 đến khoảng 10k và từ 150 đến khoảng 10k. Đấy, 1 2, nice. Đấy, và sâu và nông đây do cái điều chỉnh ở đây. Đấy, cái này tùy từng phòng. Có những phòng mà nó bị ồn bị vang ấy thì mình cho ít vào thôi. Đấy, nhiều vào thì nếu lợi dụng quá nhiều vào thì cái phòng ấy nó sẽ khó, rất là khó nghe, rất là khó hát. Đấy, 1 2. Đấy, còn bên này phần echo đây, đây là phần volume của echo này. Đấy, đây cái này phần delay của loa trái, delay của loa phải. Đấy, pre delay. Cái này thì sẽ thường thường các bác sẽ tăng 4 cái bằng nhau nhá, nếu mà muốn lặp đi lặp lại. Đây ví dụ là cái này nó sẽ có delay loa trái, delay loa phải, pre delay loa trái và pre delay loa phải. Nói chung là bình thường đối với M8 à M9 này, con số tô M9 này thường thường nếu mà để bình thường hát trung bình thì thường thường em để khoảng tầm 214 cho đến 220 ở các cái phần pre delay này. Thường thường sẽ cho 4 cái nó bằng nhau nhé. 4 cái bằng nhau thì nó sẽ không tạo ra cái echo đảo các bác nhé. Còn muốn tạo ra echo đảo của gọi là echo stair thì cái thông số của loa trái và loa phải nó khác nhau thì nó sẽ tạo ra echo stair. Thì cái này tăng lên ở bên cái này chính là repeat thời gian lặp lại. Repeat thì thường thường đối với con này em sẽ để khoảng 58% để cho các bác hát nó bác hát yếu hát được, còn những bác nào hát tốt thì để repeat nó ngắn thôi và cái echo này nó sẽ cái volume nó sẽ thấp thôi. Đấy, để tùy nói chung là tùy từng bác nào để cho hợp lý. Thường thường thông số của em sẽ để như thế này, thông số reverb em sẽ để như thế này. Đây, reverb này em chỉ để khoảng tầm 35%. Đợi bao lâu? 1 2 2. Để các bác nghe nhá, cái tiếng echo nó đuôi nó rất là đẹp, tiếng nó rất là mộc mộc thật và rất là đẹp. Còn về cái phần FPS này chính là cái phần chống hú ấy, thì các bác nên chỉ để mức 2 thôi, mức 1 mức 2 thôi, để lợi dụng nó quá thì nó sẽ tiếng nó sẽ mất hay. Đấy, gọi thế này nó gọi là sơ cua. Còn thực ra khi bọn em sẽ chỉnh ở tại phòng thì nó còn nhiều người yếu tố lắm. Yếu tố phòng nó vang hay không vang, loa nó cái chất loa của nó giải nó như thế nào thì bọn em sẽ căn làm sao cho nó hợp lý nhất. Còn đây chỉ gọi là cái sơ cua để các bác có thể hiểu thêm một chút, để các bác có thể là điều chỉnh nó thêm thôi. Đấy, còn đối với phần main này, main R, main N, center, su, SR, SN thì đối với những các bác nào mà không có RTA, không biết cắt, không biết điều chỉnh loa gì của mình thì các bác cứ để bằng phẳng hết cho em, không cắt bất cứ một cái gì. Mic và music cứ tăng hết cỡ cho em. Đấy, bên này cũng vậy, tăng hết cỡ. Center cũng vậy, tăng hết cỡ đây. Đấy, mic và music tăng hết cỡ đây. Đây là đối với những bác không biết gì. Sub thì tăng hết ở phần bên music, mic thì tùy. Bình thường thì bọn em sẽ cắt mic ở sub, còn bác nào muốn tiếng sub dày thì cho khoảng tầm 10 đến 15%. Còn giải sub này thì sẽ cắt 100Hz các bác nhé. Khoảng tầm 100Hz. Giải thấp nhất cắt khoảng tầm 20 30Hz. Đấy, và tăng ở giải khoảng tầm 63 cho đến 68 đi. Đấy, mở cái này nó rộng ra một chút, nó kéo lên thì cái tiếng bass nó sẽ hay nhất đối với con này. Phần surround và phần
surround của loa trái và loa phải thì cũng như vậy, để equal phẳng và đưa lên. Nên đây là đối với những bác không biết nhé, còn đối với những bác biết thì sử dụng tùy từng loa thì các bác sẽ cắt làm sao cho nó hợp lý đối với từng loa của mình, điều chỉnh những cái, nếu có giờ tay đo nữa thì điều chỉnh những cái equal để cho nó hợp lý đối với loa, thì để mình cho ra được cái chất lượng loa tốt nhất và điều chỉnh nhiều loa trong phòng đấy. Thì khi các bác chỉnh xong, các bác muốn new vào thì các bác sẽ ấn vào save đấy, save, ví dụ như mood 1 là sẽ mood 1, ấn ok là xong, gọi ra ấn noát, ấn mood 1 gọi ok là ra mood 1, nó cũng rất đơn giản thôi. Còn ở bên này nó sẽ có phần setting, setting thì các bác sẽ cài được cái âm lượng max, maximum âm lượng khởi động đấy, và loay kết gọi là khử nhiễu gì đấy, sụp đi cây. Nói chung là cái này em sẽ để khoảng thông số khoảng này trừ 80 và trừ 20. Còn bên này thì nó sẽ là một phần new mode, new cái mode mình cài vào trong máy tính, mode mình gọi mode ở trong máy tính ra. Đấy, nó cũng rất đơn giản thôi, nó cũng không có quá nhiều cái khó khăn, nhưng mà cái vấn đề là cái kỹ thuật và làm chủ được cái kỹ thuật mà làm trong phòng thì đấy mới là điều quan trọng. Còn về cái hướng dẫn qua loa bọn em sẽ hướng dẫn các bác rất là đơn giản thôi, nó cũng không có quá là khó khăn so với cả một con ST19. Nó dùng dễ dùng, phần mềm dễ dùng, chỉnh tay dễ dùng và điện thoại cũng rất là dễ dùng. Đấy, thì bác nào có nhu cầu về con vang này thì alo cho em nhé, có số điện thoại 0978790655. Con này rất là hay, thì em sẽ có giá rất là tốt cho các bác. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.